Chào anh em, buổi trưa nha. Em mới vừa về xe 11 cam rất đẹp nè anh chị ơi. 2015 nhập Ấn Độ, máy 1.0, 4 mâm, 4 chỗ mới, sơn si đẹp, đăng kiểm dài. Anh em về sẵn đi Tết nha. Đó, màu sắc này rất là sực sỡ, đi Tết rất là hay. Màu cam đó, màu cam hay là bằng đất gì đó không biết đó. Form dáng này nhìn cũng đẹp. Liền xe im có dịch vụ anh chị nha. Mình mua bán có sao nó vậy. Gia đình thì mình bán là 201, 220. Xe này thì có dịch vụ. Để cho anh em mình xe này 168 triệu. Chỉ 168 triệu anh em mình sẽ có một xe Hyundai i10 nhập Hàn Quốc, ở nhập Ấn Độ anh chị nha. Túp lô túp ly cũng rất là liền xe, máy số gầm rất là im. Anh em về sẵn đi, màn hình Android, màn cô qua xịn anh chị nha. Lóc cửa từ xa, vô lăng có nút tích hợp luôn nè. Đó, chạy cực kỳ sướng, trần riêng theo xe, bao xài bao chạy, chạy im ngon, giá rẻ, chỉ có 168 triệu thôi. Đăng kiểm tới 26 tháng 3 còn 2 tháng hơn nữa, về tha hồ đi Tết nha. Đó, 168 triệu còn giảm còn bớt, có bán thiếu, có cho nợ, có đổi xe. Anh em quan tâm món này liên hệ cho em qua số 0866 678971 và 0834333371. Anh em có xe bán thì gọi cho em qua số 0564717171. Mua tới nhà. Cảm ơn anh em mình nhiều anh em ơi. Anh em đừng quên bấm follow để cập nhật nhiều video từ bên em thành Bến Tre nha.